Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cách giải một số bài tập về công cơ học. Thì trước khi đi vào giải bài tập về công cơ học thì chúng ta cần nắm được một số kiến thức đối với bài công cơ học như sau. Thứ nhất là ta phải hiểu được là khi nào thì có công cơ học. Vậy thì chỉ có công cơ học khi mà có lực tác dụng vào vật và làm vật đó chuyển rời thì khi đó mới có công cơ học. Và cái công cơ học này là công của lực, tức là khi một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì ta có thể nói công đó là công của vật. Và trong thực tế thì người ta gọi công cơ học thì đừng được gọi tắt là công. Thứ hai, công thức tính công là nếu có một lực ép tác dụng vào vật làm vật di chuyển một quãng đường s theo phương của lực thì công của lực đó sẽ được tính bằng công thức, đó là A bằng F nhân S. Trong đó F là lực tác dụng, S là quãng đường vật di chuyển, còn A là công của lực F. Và trong công thức này thì F có đơn vị là Newton, còn quãng đường S thì có đơn vị là mét, còn công A thì có đơn vị là joule. Và mối liên hệ giữa đơn vị joule và đơn vị newton và mét là như sau, đó là một joule sẽ bằng một newton nhân mét. Ngoài ra thì còn có bội của joule, đó là kilojoule. Vậy thì một kilojoule thì sẽ bằng 1.000 joule. Như vậy ta nhớ do là trong công thức này thì a bằng f phần nhân s. Vậy bây giờ nếu biết f biết A, muốn tìm S thì ta làm thế nào? Bây giờ muốn tìm S là quãng đường thì sẽ bằng công A mà chia cho lực tác dụng F. Tương tự, nếu biết công A, biết quãng đường, muốn tìm lực tác dụng thì ta làm như sau, đó là F sẽ bằng A chia cho S. Như vậy ta nhớ cho là trong công thức là tính công thì A bằng F phần nhân S. Và ngược lại từ công thức này thì ta có thể suy ra được là muốn tính quãng đường thì sẽ bằng công A mà chia cho lực tác dụng, hoặc muốn tính lực tác dụng thì sẽ bằng công A mà chia cho quãng đường. Và ta nhớ cho trong cái công thức A bằng F phần nhân S này thì nếu mà vật chuyển rời theo phương vuông góc với phương của lực tác dụng, ví dụ trong trường hợp này phương chuyển rời của vật là phương nằm ngang, chính là cái đường nét đất đây, còn phương của lực chính là phương của trọng lực, nó vuông góc với phương nằm ngang. Vậy thì ta thấy rằng trong trường hợp này thì công của lực sẽ là bằng không, công của lực bằng không. Như vậy là nhớ cho là nếu vật chuyển rời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực sẽ là bằng không. Vậy đó chính là một số kiến thức cơ bản mà chúng ta cần nhớ trong cái bài công cơ học, và chúng ta sẽ áp dụng công thức này để làm một số bài tập sau. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ nhất. Một tàu hỏa kéo toa xe với lực kéo là F bằng 6.000 N và làm toa xe chuyển động được là 2.000 m, và tính công của lực kéo của đầu tàu. Như vậy ta thấy rằng là nhìn ở đây ta thấy là lực tác dụng chúng ta biết rồi, F. Thứ hai là quãng đường, S chúng ta biết rồi. Vậy thì để tính công cơ học là tính công A, chúng ta làm như sau. Đó là ta áp dụng công thức A bằng F với nhân S. Thay số vào ta sẽ tính được công A sẽ bằng 12 triệu joule. Như vậy bài tập này thì rất đơn giản, thì áp dụng công thức thì các bạn có thể tính ra ngay. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ hai. Đó là một vật có khối lượng 5 kg rơi từ trên cây cách mặt đất là 4 m, tính công của trọng lực. Như vậy chúng ta thấy rằng là vật này có khối lượng là 5 kg.
Và thứ hai là cách mặt đất là 4 mét, có nghĩa là độ cao là 4 mét. Như vậy ta phải hiểu được là cái lực nào đã làm cho vật này rơi từ thân cây xuống. Vậy thì để vật này rơi từ thân cây xuống thì lực làm cho vật đó rơi đó chính là trọng lực của vật. Vậy thì trọng lực sẽ được tính là P bằng 10 nhân 10 bằng 10 nhân 5 bằng 50 đến 4. Và công của trọng lực thực hiện thì ta áp dụng công thức là A bằng F và nhân S. F trong trường hợp này chính là P, còn S này chính là độ cao H 4 mét. Thay số vào tính được công của lực sẽ là 200 joule. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ ba. Một đoàn tàu, một đầu tàu kéo một đoàn tàu chuyển động từ ga A tới ga B trong 15 phút với vận tốc là 30 km/h. Tại ga B thì đoàn tàu được mắc thêm toa và do đó nó chuyển động đều từ ga B đến ga C với vận tốc nhỏ hơn trước là 10 km. Thời gian đi từ ga B đến ga C là 30 phút. Tính công của đầu tàu đã sinh ra, biết rằng lực kéo của đầu tàu không đổi là 40.000 N. Như vậy, đối bài này chúng ta thấy rằng là đầu tàu là chuyển động trong 15 phút. Như vậy biết thời gian là 15 phút và biết vận tốc. Như vậy sau khi biết thời gian, biết vận tốc thì ta sẽ tìm được quãng đường. Như vậy ở đây ta chú ý là 15 phút thì ta đổi ra giờ sẽ bằng 1 phần 4 giờ. Còn vận tốc là 30 km/h ta giữ nguyên. Đó là trên đoạn AB. Tương tự thì trên đoạn BC. BC thì tàu chuyển động với vận tốc nhỏ hơn trước là 10 km. Như vậy nhỏ hơn trước 10 km có nghĩa là 30 km là ban đầu. Vậy nhỏ hơn 10 km có nghĩa là trên đoạn BC nó sẽ chuyển động với vận tốc là 20 km/h. Và thời gian đi từ ga B đến ga C là 30 phút. 30 phút thì ta đổi ra bằng 1 phần 2 giờ. Như vậy là ta sẽ cũng tính được quãng đường từ B tới C khi biết thời gian và biết vận tốc. Và sau khi tính được quãng đường thì chúng ta sẽ tính được công. Vậy thì với cách gợi ý đó thì chúng ta làm bài tập này như sau. Thứ nhất là chúng ta tính được quãng đường tàu đi trong 15 phút từ A đến B là S1 sẽ bằng V1 nhân T1. V1 đấy chính là 30, còn T1 là 15 phút, ta đổi ra bằng 1 phần 4 giờ. Như vậy ta sẽ tính là bằng 7,5 km. Tương tự, quãng đường tàu đi từ B đến C sẽ là S2 bằng V2 nhân T2. V2 đấy chính là bằng 20 km/h. Và T2 là 30 phút thì ta đổi ra giờ bằng 1 phần 2 giờ. Như vậy ta sẽ tính được 10 km. Và chúng ta sẽ tính được tổng quãng đường tàu đi là S sẽ bằng S1 cộng S2, có nghĩa là bằng 7,5 cộng 10 là bằng 17,5. Và chúng ta đổi ra là bằng 17.500 m. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính công được một cách đơn giản. Biết quãng đường, biết lực tác dụng. Lực ở đây là lực không đổi trong quá trình chuyển động, có nghĩa từ A đến C thì lực nó luôn là 40.000 N. Vậy chúng ta có thể tính được công của đầu tàu sinh ra sẽ là A bằng F nhân S bằng 40.000 mà nhân với 17.500 thì chúng ta sẽ tính được bằng 700 triệu joule. Vậy thì với bài tập này thì chúng ta chú ý cho rằng là khi biết vận tốc, biết thời gian, chúng ta sẽ tìm được quãng đường. Sau khi tìm được quãng đường rồi, chúng ta sẽ tính được công thực hiện. Chúng ta cùng tìm hiểu bài thứ tư. Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng có khối lượng là 2.500 kg lên độ cao 12 mét. Tính công thực hiện được trong trường hợp này. Như vậy ta thấy rằng là trong trường hợp này là biết khối lượng của vật là 2.500 kg.
và độ cao là 12 mét. Vậy thì để cẩu một thùng hàng lên theo phương thẳng đứng thì ta cần một lực ít nhất bằng trọng lực của vật. Vậy chúng ta biết rằng là vật có khối lượng là 2.500 kg thì chúng ta sẽ tìm một trọng lực. Và sau khi tìm một trọng lực thì chúng ta sẽ tìm được lực kéo. Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng thì cần một lực ít nhất bằng trọng lực. Và cái quãng đường di chuyển chính là bằng độ cao nâng vật. Như vậy S sẽ bằng H là 12 mét. Vậy thì từ gợi ý đó thì ta làm bài tập này như sau. Thứ nhất là thùng hàng có khối lượng là 2.500 kg thì nghĩa là nó sẽ có trọng lượng là P bằng 10 nhân M. Ta sẽ tính là bằng 25.000 N. Và công thực hiện khi nâng thùng hàng lên ở độ cao 12 mét sẽ là A bằng F nhân S. Như vậy F trong trường hợp này bằng trọng lực. Như thầy nói lúc nãy đó là để đưa một vật lên cao theo phương thẳng đứng thì chúng ta cần một lực ít nhất bằng trọng lực của vật. Và quãng đường di chuyển sẽ bằng độ cao nâng vật. Và thay số vào ta sẽ tính được bằng 25.000 mà nhân 12 sẽ bằng 300.000 joule. Đổi ra thì sẽ bằng 300 kJ. Tương tự thì chúng ta sẽ làm bài tập tiếp theo. Bài 5. Đó là một con ngựa kéo xe chuyển động đều với một lực kéo là 600 N. Trong 5 phút nó thực hiện được một công là 360 kJ. Tính vận tốc chuyển động của xe. Như vậy chúng ta biết rằng là công thực hiện là 360 kJ. Biết lực kéo rồi thì chúng ta sẽ tính được quãng đường. Sau khi tính được quãng đường thì chúng ta sẽ tìm được vận tốc bằng cách là lấy quãng đường mà chia thời gian thì sẽ ra vận tốc. Như vậy là từ cách phân tích đó thì chúng ta sẽ giải bài tập này như sau. Thứ nhất là ta phải tìm được quãng đường. Từ công thức là A bằng F và nhân S thì ta thấy ra là S sẽ bằng A mà chia F. Chúng ta nhớ rằng là 360 kJ thì chúng ta đổi ra joule thì bằng 360.000 joule. Còn F ở đây là 600 N. Như vậy chúng ta sẽ tính được quãng đường sẽ là bằng 600 mét. Và chúng ta sẽ tính được vận tốc chuyển động của xe sẽ là V thì bằng S chia T, hay bằng 600 chia 300 thì bằng 2 mét trên giây. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ 6. Một thang máy có khối lượng tổng cộng là 1.200 kg được kéo lên cao với vận tốc không đổi là 3 mét trên giây. Tính công của lực kéo trong thời gian thang máy chuyển động là 10 giây. Như vậy tương tự như lúc nãy chúng ta biết rằng là thang máy kéo một vật có khối lượng tổng cộng là 1.200 kg. Vậy thì 1.200 kg này thì để kéo lên theo phương thẳng đứng thì cần một lực ít nhất bằng trọng lực của vật. Vậy thì khi biết khối lượng thì ta sẽ tìm được trọng lực. Thứ hai là chúng ta biết rằng vận tốc là 3 mét trên giây và chuyển động trong thời gian là 10 giây. Vậy thì từ số liệu này 3 mét trên giây và 10 giây ta sẽ tìm được quãng đường. Còn từ số liệu mà 1.200 kg này chúng ta sẽ tìm được lực. Vậy thì sau khi phân tích bài tập 6 này chúng ta có cách giải bài tập này như sau. Thứ nhất là chúng ta tính được trọng lực của thang máy. Trọng lượng thang máy thì bằng công thức là P thì bằng 10 nhân M. Bằng 10 nhân 1.200 thì sẽ bằng 12.000 N. Thứ hai là độ cao thang máy đi lên trong 10 giây. 10 giây, biết vận tốc, biết thời gian ta tìm được độ cao. H bằng S bằng V nhân T bằng 3 nhân 10 bằng 30 mét. Và sau đó chúng ta sẽ tính công kéo thang máy là A thì bằng F nhân S. F trong trường hợp này chính là P là trọng lực, còn S đây chính là độ cao H. Thay số vào ta sẽ tính được công sẽ là bằng 360.000 joule. Như vậy với bài tập này chúng ta nhớ cho rằng là khi biết khối lượng thì ta tính được trọng lực. Và khi kéo lên theo phương thẳng đứng thì cần một lực ít nhất bằng trọng lực của vật. Và thứ hai là độ cao nâng vật chính là bằng quãng đường chuyển đời của vật. Và sau khi tính được lực quãng đường chúng ta sẽ tính được công. Chúng ta tìm hiểu bài tập thứ 7.
Một xe tải thực hiện một công là 400 kJ kéo một xe móc chuyển động thẳng đều với lực kéo là 2000 N trong 10 giây. Tính A là quãng đường chuyển động, B là tính vận tốc của xe. Vậy thì tương tự với bài tập này, chúng ta thấy rằng là biết công A là 400 kJ, chúng ta lại đổi ra là joule. Thứ hai là biết lực tác dụng. Vậy thì biết công, biết lực thì ta sẽ tìm được quãng đường. Sau khi tìm được quãng đường, chúng ta sẽ tìm được vận tốc. Tính vận tốc thì bằng quãng đường mà chia cho thời gian. Vậy thì sau khi phân tích các số liệu ở đây, chúng ta có thể làm cái bài tập này như sau. Thứ nhất là ta đổi 400 kJ thì bằng 400.000 J. Và áp dụng công thức A bằng F nhân S, ta truy ra S sẽ bằng A chia cho F. Như vậy là quãng đường chuyển động của xe là S sẽ bằng A chia F. Thay số vào ta sẽ tính được là A S sẽ bằng 200 m. Như vậy sau khi tính được quãng đường rồi thì chúng ta sẽ tính được vận tốc. Vận tốc thì V sẽ bằng S chia T bằng quãng đường chia thời gian. Thay số vào tính được là vận tốc của xe sẽ là bằng 20 m trên giây. Tương tự, ta làm bài tập số 8. Người ta dùng một máy bơm để bơm nước lên cao 6 m. Mỗi phút, máy bơm sinh một công là 240 kJ. Hỏi, mỗi giờ, máy bơm đã thực hiện được bao nhiêu mét khối nước nếu bỏ qua lực ma sát? Như vậy là nhìn vào bài tập này thấy là độ cao 6 m. 6 m là H. H này chính là bằng quãng đường mà nước chuyển động. Nước chuyển động. Còn mỗi phút thì là thực hiện một công là 240 kJ. Mà bài tập người ta hỏi đây là hỏi 1 giờ. Vậy thì 1 giờ thì có 60 phút. Vậy thì chúng ta sẽ tính được công thực hiện trong 1 giờ thì bằng lấy công thực hiện trong 1 phút mà nhân với lại 60 thì ta sẽ tính được công thực hiện được trong 1 giờ. Và sau khi tính được công thực hiện trong 1 giờ thì chúng ta sẽ tính được lực tác dụng. Sau khi tính được lực tác dụng thì chúng ta sẽ tính được khối lượng, và hoặc là chúng ta sẽ tính được thể tích nước bơm lên được. Vậy thì với cái gợi ý đó thì chúng ta có thể làm bài tập này như sau. Thứ nhất là công mà máy bơm nước đã thực hiện trong 1 giờ. A sẽ bằng 240.000 và nhân 60. Chúng ta biết rằng là 1 phút thì bơm máy bơm thực hiện là một công 240 kJ. 240 kJ thì chúng ta đổi là bằng 240.000 J. 1 giờ thì có 60 phút. Như vậy ta lại tính được công máy bơm thực hiện được trong 1 giờ là từng này. Sau đó chúng ta lại tính được trọng lực của nước là P thì bằng F bằng A chia S. Chúng ta tính được trọng lực là bằng 2400 N. Và với trọng lượng riêng của nước là 10.000 N trên mét khối, chúng ta sẽ tính được thể tích của nước đã bơm lên là V thì bằng P chia G sẽ bằng 240 mét khối.